Tiếp tục ngày làm việc thứ 6 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp này Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, dự án luật sửa đổi lần này bổ sung 3 nội dung, trong đó đáng chú ý là bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh, sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với công an xã, tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Tiếp đó Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Mục tiêu xây dựng dự án luật này nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Phiên họp chiều nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê và nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu tại kỳ họp.